Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phương Thảo, năm nay mình 7 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Văn hóa Thế giới. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một ngày lớn nhất trong các ngày, đó chính là ngày Halloween. Halloween có rất nhiều bộ trang phục như sát ướp, công chúa, Superman, phù thủy. Còn mình thích nhất là bộ phù thủy, vì phù thủy có thể biến hóa thành rất nhiều lọ thuốc thần kỳ. Mình hay mặc bộ phù thủy đến lớp vui đùa cùng các bạn. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích bộ trang phục nào? Hãy chia sẻ với chương trình Văn hóa Thế giới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.